hòn lao mái nhà, một vẻ đẹp hoang sơ. San hô đủ màu sắc rực rỡ, trở thành nơi thu hút các loài thủy hải sản quý như bào ngư, tôm hùm, mực về cư ngụ quanh những gành đá nhỏ. Cuộc sống con người như một nét chấm phá, điểm xuyết cho vẻ đẹp quyến rũ của đảo. Từ thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chạy men cung đường ven biển chỉ mất khoảng 20 phút là đến xã An Hải thuộc huyện Tuy An. Từ đây có thể nhìn thấy đảo Hòn Lao mái nhà xinh đẹp nằm xa xa với bãi cát trắng tuyệt đẹp. Hòn đảo nhỏ này chưa có nhiều người biết đến, thậm chí có những người dân Phú Yên cũng chưa nghe nói hoặc chưa đến nơi này. Vì thế không phải nói nhiều, ta cũng có thể hiểu đây là một vùng đất còn rất hoang sơ. Mặc dù nằm cách đất liền không xa lắm, nhưng tàu thuyền thường chỉ hay ra đảo từ tháng 4 đến tháng 8. Đó là những tháng trời yên biển lặng ở vùng đất nổi tiếng trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Ở đây chưa có những tour du lịch lớn ra đảo. Hoạt động đưa đón du khách vẫn chủ yếu dựa vào một vài chủ tàu cá nhạy bén, mến khách. Anh Phạm Văn An ở xã An Hải, huyện Tuy An bén duyên với nghề đưa đón khách du lịch ra Hòn Lao mái nhà sớm nhất trong số các chủ tàu ở đây. Tính tình hồn hậu, thật thà, mến khách của anh đã khiến cho những người làm công tác du lịch ở Phú Yên chú ý đến ngay từ những chuyến khảo sát đầu tiên. Mùa này coi như anh chuyên chở khách, rồi hết khách rồi là anh chỉ chở tour đi câu. Đi câu xung quanh đảo, đi câu cho khách đi chơi đó. Hòn Lao mái nhà thường được người dân ở làng chài An Hải gọi là Cù Lao mái nhà. Bởi theo họ, Cù Lao giống như một mái nhà che chắn sóng gió cho làng chài An Hải phía trong. Hơn nữa, hình dáng của ngọn núi giống như hình của mái nhà, nên gọi là Cù Lao mái nhà. Với người Phú Yên, gọi chung Cù Lao này một cụm từ khá mỹ miều là Hòn Lao mái nhà. Trước kia thì bãi trước thì nó rất đẹp, mà giờ bãi trước thì nó không bằng bãi sau. Thì bãi sau thì nó rất đẹp, bãi mặt đông á. Cái bãi đó là coi như nó thì nó đế gành cho mà nó có bãi két. Rồi mình chở du khách vô đó là chịu phiền để mình đưa từ từ vô trong bãi két đó. Rồi sau đó người ta chơi quyến rũ là cái bãi đó như Cù Lao mới nhà mình đây bây giờ. Cái bãi đó là bãi sau nó đẹp hơn bãi trước. Tàu đi càng gần về phía đảo bãi san hô càng mở rộng thêm. Xung quanh đảo có hai khu vực lớn, có nhiều san hô, là khu vực từ phía đất liền ra đảo và khu vực phía bắc đảo. San hô ở đây có đủ màu sắc rực rỡ. Những cánh san hô mềm mượt, mới nhú còn lấp lánh tuyết. Anh An thường giới thiệu cho những du khách thích đi lặn biển ra bãi phía Bắc, bởi bãi san hô này sâu và đẹp hơn.
một nhóm du khách người Nha Trang vừa được anh An trở ra đảo từ sớm để đi lặn ngắm san hô. Họ ngục lặn từ 7 giờ sáng đến gần 10 giờ trưa vẫn chưa muốn lên. Những chú nhum hay còn gọi là nhím biển ở đây xòe to như bàn tay. Hòn Lao Mái Nhà là một trong những vùng biển sở hữu dạn san hô đẹp nhất cả nước. Đến đây mà chưa lặn biển thì chưa thể cảm nhận được hết vẻ đẹp. Bà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất hoa vàng cỏ xanh, kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ. Sâu dần, độ sâu tỷ lệ thuận với bức tranh muôn màu sinh động mà bạn được chiêm ngưỡng. Là nước biển trong vắt như pha lê, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Các loài cá, san hô và thủy tảo dưới đáy biển hiện ra, khoe sắc như một vườn hoa rực rỡ. Có những chú cá dạn dĩ bơi lượn lờ theo máy quay của những người đi lặn biển. San hô là loài sinh vật biển rất dễ bị tổn thương và phát triển chậm. Nơi nào san hô phát triển tốt, nơi đó chắc chắn biển còn sạch. Chạm nhẹ tay vào nhánh san hô, bạn sẽ cảm giác nó mềm mại như nhung lụa. Nhưng nhớ là nhẹ tay thôi, bởi san hô phát triển rất chậm. Để có một nhánh san hô đẹp mắt, có khi mất tới hàng vài năm trời. Những người hiểu biển và yêu biển sẽ không bao giờ bẻ san hô mang về nhà làm của riêng mình. Họ coi đó là một sự tàn phá thiên nhiên một cách độc ác. Những nhánh san hô bị tách ra khỏi làn nước biển trong xanh này, nó chỉ còn là xác khô cứng, mỏng manh dễ vỡ. San hô chính là giá đỡ, là thảm thực vật quý giá để mọi loài sinh vật biển vào đó trú ngụ, sinh sản. San hô thì nó vẫn còn, chứ mình nó có điểm như tên là Cù Lao Mái Nhà đó thì nó có một cái điểm san hô giờ hiện giờ nó còn rất tốt, chứ cũng không có mất cái nguồn san hô được. Thành du khách thì có người ta nói tới nó cũng không biết, nó nói sao tôi tới đây tôi coi san hô mà sao không thấy. Chứ mình nghiệt là san hô thì có, trong đó là coi như nếu mà đi tàu của anh á thì anh có anh chở tới ngay điểm á người ta coi luôn. Cả đảo giờ đây mới chỉ có vài ba nóc nhà nhỏ nhỏ. Mấy năm trước chỉ có một người đàn ông sống trên đảo. Vẻ đẹp của đảo còn ở gành đá treo leo trên biển xanh trong veo. Nơi đây có bãi cát vàng trải dài dưới chân rừng dương lộng gió. Đảo vắng, nắng vàng, cát trắng tinh. Ở đây, mọi người đến cùng bày biện bữa tiệc dưới tán rừng dương mát rượi với không khí trong lành. Họ say sưa ca hát bên chân sóng vỗ rì rào. Hòn đảo có tên gọi là đảo Robinson bởi một lý do đặc biệt nữa. Trên đảo gần 20 năm qua chỉ có một người đàn ông sinh sống. Ông thường được gọi là chú Ba, nhưng tên khai sinh thì không phải là như vậy. Ông được mọi người gọi vậy bởi ông là con thứ hai trong nhà. Người miền Nam thường gọi con cả
là anh hai, con thứ hai là anh ba. Cứ thế, các anh chị em càng về sau, tên gọi theo thứ tự sinh trong nhà. Ông không phải người cô độc, vợ con ông sống ở phía trong bờ và gần như thỉnh thoảng họ mới ra đảo. Khi cần, ông tự đi thuyền vào bờ lấy nước và lương thực. Khi ấy vào mùa gió nồm Tây Nam, đảo đúng nghĩa là vùng đảo hoang, không có một bóng người. Gió đập bong cả vách núi. Gió và bão biển ở hòn lau mái nhà dữ dằn lắm. Có lẽ vì thế mà suốt 19 năm ròng, chỉ có mình ông sống trên đảo với vài con gà. Ngày ngày, ông đi đánh cá cua, nuôi tôm hùm. Càng lúc biển động, càng nhiều thủy hải sản. Có khi sau trận bão, cua cá mắc đầy trên gành đá. Trong khi ở đất liền, không thể ra khơi đánh lưới, nên nguồn thức ăn cho tôm hùm rất khan hiếm. Vì vậy, ông cứ ở đảo một mình đánh lưới, nuôi tôm hùm. Giờ thì khác, vài người dân vào mùa biển động cũng ra hẳn lán ngoài đảo để đánh bắt nuôi tôm hùm. Núi cao chắn gió và sóng tốt nên họ vẫn nuôi tôm hùm quanh năm được. Cuộc sống nơi đảo nhỏ đang ngày càng tấp nập bởi càng ngày càng có nhiều khách du lịch tìm đến thăm đảo. Người dân thêm gắn bó là cột mốc để củng cố niềm tin cho những chuyến tàu vươn khơi. Khách đến thăm củ lao mái nhà, mến anh An bởi anh am hiểu vùng biển này, lại sẵn lòng làm người hướng dẫn miễn phí nếu du khách cần. Mỗi chuyến đi từ đất liền đi ra 6 người trở xuống thì anh lấy 300 ngàn. Còn với những đoàn khách từ 6 đến 10 người thì cứ 50 ngàn cho một người cho hai chiều ra vào. Đêm xuống, mặt biển như thành phố không ngủ. Du khách gần như cũng nao lòng thức cùng biển gọi. Họ bắt đầu với hành trình trải nghiệm trên biển đêm cùng với thợ câu mực và tàu cá. Niềm háo hức mong chờ một chú mực tươi được nhấc lên có lẽ là một trải nghiệm không thể nào quên với bất kỳ du khách nào. Anh An bảo phải tháng 4, tháng 5 ở Cú Lao Mái Nhà mới là mùa nhiều mực hơn cả. Khi ấy chỉ cần trong đèn là mực đến. Còn vào thời điểm này mà câu được một chú mực thì cả khách lẫn chủ đều thích thú sướng rơn. Câu đêm là thú tao nhã thưởng thức vẻ đẹp bình yên của biển về đêm. Biển đêm tấp nập mà vẫn bình yên đến lạ. Xa xa tàu ở đâu về kín mặt biển, đèn sáng rực như thành phố trên biển. Cuộc sống quanh đảo Hòn Lao Mái Nhà đẹp từ giây phút bình minh cho đến khi hoàng hôn ngả bóng. Nét hoang sơ của đảo đá không chỉ nằm ở bãi cát trắng mịn trải dài, rừng dương hát du dương rì rào sóng vỗ, mà bí ẩn ở dưới làn nước trong xanh. Bí ẩn bởi buổi sáng đón bình minh rực rỡ nơi bãi trước, buổi chiều hoàng hôn rực trên bãi sau lấp lánh ánh bạc.
bí ẩn bởi hoang sơ, yên bình, mà thực ra cuộc sống lại vô cùng phong phú, cả đêm lẫn ngày.